Mọi người nhìn này, siêu to khổng lồ luôn nha. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Trở lại với chim vẹt xin thì hôm nay mình sẽ quay cho mọi người xem con vẹt to khổng lồ này nha. Đây là giống vẹt Ma Cao Nam Mỹ mọi người nha. Loài này rất to nha. Ở đây thì nuôi hai con như thế này mọi người nha. Một con xích nó ở ngoài, con này ở trong chuồng nha, ở trong lồng nha. Loài này mua cũng khá lâu rồi mọi người. Thức ăn của nó thì cám, ngô với đậu và hoa quả nha mọi người. Mọi người nhìn nó ăn cám này, nó ngậm một mồm xong nó đi nhúng nước nó ăn mọi người nhá. Nhúng nước cho mềm để nó ăn nhá. Rất thông minh nha mọi người. Loài này cũng nói được rồi mọi người ạ. Nói được hello rồi nha. Con này thì mua về để làm cảnh mọi người nha. Không phải là nuôi vẹt sinh sản đâu. Loài này nuôi làm cảnh. Nếu mà có người mua thì sẽ bán mọi người nha. Nuôi loài này nó ăn mạnh lắm mọi người nha. Nó ăn kinh khủng luôn ấy. Con này cân nặng thì khoảng tầm 1 kg, hơn 1 kg mọi người nha. 1 kg 2 kg 3 cái nha. Những bạn nào mà yêu chim vẹt thì nhớ đăng ký kênh để xem những video về chim vẹt. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video nha. Bye bye mọi người nha.